được của nó chờ cả buổi sáng giờ có con chim mạnh dạn thả. Ồ, chưa, không có ai thả anh. Không, chưa có ai cả, là may có mày đến. Đấy, đây là chàng trai gọi dũng cảm nhất trong buổi giao lưu ngày hôm nay. Lúc nãy là định mang bồ câu ra để thả cho Harris vồ rồi, thì đang xác định là một là mất bồ câu, hai là mất Harris, và ba là mất cả hai. Nhưng mà bồ câu lại bị thu lại. Ai cho em mượn cái xe máy với để vòng sang ra góc này. Đi thẳng luôn đi. Đi 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 sang. Thôi đi vòng đi ông lại. Anh đi thẳng thả luôn. Thả luôn đây này. Đâm thẳng cái dùng anh ơi. Đâm anh đi vòng lên đường này. Đi vòng ra bên kia ấy. Đi ra giữa cũng được, ra giữa bãi kia chỗ trống nhỉ. Quay về đấy. Mất luôn rồi. Về đây. Đây là huấn luyện viên Trần Tuấn Anh.
và biểu diễn thành công. Thả chứ anh, đúng không anh? Điều chim là phải đúng rồi. Thả chim. Đi chơi chim rồi thả chim, ngó mãi chim không thấy ông nào thả. Được, thôi bay thế hôm nay nắng.